Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với chuyên hàng không xe hơi. Thì nếu mà chú anh chị đang theo dõi và đang có nhu cầu tìm mua một chiếc xe bán tải khoảng 700 triệu đồng lăn bánh trở lại, thì chúng ta có một vài lựa chọn như là Ford Ranger XLS này, Triton phiên bản số tự động một cầu 630 triệu này. Ngoài ra chúng ta có Hilux phiên bản một cầu số tự động. Hiện nay thì Hilux còn hai phiên bản bán chính là phiên bản hai cầu giá ngoài 900 và phiên bản một cầu này giá sẽ niêm yết là 674 triệu đồng. Tại thời điểm này thì Ford Ranger đang dục dịch ra mắt phiên bản lắp ráp rồi. Những cái xe còn lại thì cái mức giá khá là cao và thường là chúng ta sẽ mua kèm một gói phụ kiện theo xe. Nhẩm ra thì mức giá lăn bánh của hai mẫu xe này đang là giống nhau. Thì trong video này thì cũng hiếm gặp thì em quay luôn cho quý anh chị các bạn thấy phiên bản Hilux số động một cầu màu đỏ nhé. Giá lăn bánh hiện nay mà ở thị trường tỉnh như ở Bắc Ninh thì chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng tầm 720 đến 730 triệu. Kể cả Ford Ranger cũng vậy thôi. Thì với cái chương trình hiện nay, giá bán thì hai mẫu xe gần như cũng có khá là ít khuyến mại, thì để được nhận cái báo giá tốt nhất và sát nhất tại thời điểm mà quý anh chị xem video thì vui lòng lại trực tiếp với em. Về cái mẫu xe này thì theo kinh nghiệm làm xe và cũng theo nhiều anh em làm Toyota chia sẻ lại thì cũng không hiểu sao con này nó không bán nhiều option này mà không bán cạnh tranh được với Ford Ranger. Động cơ thì cũng không thua gì, 2.4 170 mã lực, XLS là 2.2 và 160 mã lực. An toàn thì Toyota nghe có vẻ nhỉnh hơn một tí, hơi sai sai đúng không? 7 túi khí ABS, EBD, BA cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, vân 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 vân, rất là nhiều. Trên phiên bản thấp thì một cầu như này thì chúng ta thường sẽ có luôn cân bằng điện tử. Ok, thì em quay nhanh cho quý anh chị nào đang có nhu cầu nhìn thực tế màu đỏ của phiên bản Hilux, bởi vì thật sự màu này cũng khá là hiếm gặp. Và quý anh chị nếu như có nhu cầu tìm hiểu mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em để nhận được cái báo giá cũng như là tư vấn tốt nhất theo thời điểm mà anh chị xem video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.